Công ty Minh Motor kính chào quý khách. Sau đây công ty chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách loại motor liền giảm tốc một ngựa 0.8 kW, loại trục thẳng và loại mặt bích. Lần lượt có các cấu trục như sau: 28mm, 32mm và 40mm. Tương tự mặt bích cũng vậy. Trục của giảm tốc được tô nhiệt luyện để tạo độ cứng tuyệt đối, chống rỉ sét, bền như inox. Và sau đây là tem của sản phẩm: 0.8 kW, 1 HP, dòng ampe định mức là 2,12A, radio 1/10. Đầu giảm tốc loại chân đế trục thẳng và đầu giảm tốc loại mặt bích. Đầu giảm tốc cycloid loại chân đế và loại mặt bích. Động cơ có thắng được gắn với đầu giảm tốc loại chân đế, trục thẳng. Đầu giảm tốc R chuyên dùng cho tải nặng, gắn với bộ điều tốc cơ điều chỉnh tốc độ, và động cơ có mặt bích. Motor giảm tốc 1 pha điện áp 220V, loại chân đế trục thẳng. Đây là hai quả tụ. Và đây là giảm tốc mini điều chỉnh tốc độ, có công suất từ 30W cho tới 400W. Ngoài trục thẳng ra, quý khách còn tham khảo thêm trục ra vuông góc. Giảm tốc của trục ra khi được giảm tốc miền Bắc gọi đó là radio 10, miền Nam gọi là tỷ số truyền 1/10. Vậy ta lấy 1.400 chia cho 10 bằng 140. Để biết thêm thông tin, quý khách có thể nhấn xuống phần mô tả của phía dưới hoặc liên hệ số điện thoại 0981 676 163.